Thank you.
Xin phép được thực hành nghi thức tôn giáo trước rồi sau đó cái nghi thức phần sau nhé. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng ta cùng hát, nếu ai có sách xin mở trang 34. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phạm đến người. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van này. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phạm đến người. Người anh em của chúng ta là linh hồn Dominico đã ra đi an nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Dominico vào bàn tiệc con cái Ngài trong nước trời với niềm tin và hy vọng vào sự sống đời đời. Chúng ta tha thiết nguyện xin cho linh hồn Dominico. Chúng ta cũng hãy cầu xin cho chính mình là những người còn đang khóc than, ước chi một ngày kia được sum họp với người anh em chúng ta cùng diện kiến Chúa Giêsu Kitô, đấng là sự sống sẽ xuất hiện trong vinh quang. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn của muôn đời. Và sau đây là nghi thức làm phép duyệt. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa nằm trong mồ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa các phần mồ của những người tin tưởng vào Chúa, và ngay dù thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa. Xin cho người thân của chúng con an nghỉ trong ngôi mộ này, đợi ngày Chúa sẽ cho sống lại trong vinh quang và được nhìn xem ánh sáng vinh hiển trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô, đấng đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, có chết cũng sẽ được sống đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazaro chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nâng kẻ chết sống lại, xin ban cho người thân của chúng con sự sống đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương đưa linh hồn Dominico vào hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương ban cho gia đình những người thân yêu của linh hồn Dominico giờ đây trong buồn sầu phải chia tay người thân yêu của mình. Xin Chúa là niềm an ủi chúng con và ban môn ơn lành cho chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa kinh lạy Cha, bởi vì Chúa đã ban nước trời cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Dominico được hưởng nước trời của Chúa trong hôm ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự hiến chịu chết để mọi người được cứu rỗi và vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin Chúa. Xin đừng để người thân yêu của chúng con xa lìa Chúa.
nhưng nhờ sức mạnh và uy quyền Chúa ban cho được hưởng ánh sáng niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tới Chúa là linh hồn Dominico ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác tôi tới Chúa vào lòng đất để tôi tới Chúa trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là người đầu tiên sống lại từ cõi chết và chúng con biết rằng Ngài sẽ cho mỗi thân xác hay chết của chúng con sống lại như người trong vinh quang. Chúng con phó dâng linh hồn Dominico cho Chúa, xin Chúa tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Dominico được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn phù chiếu soi trên linh hồn Dominico. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Hiến Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Và từ giờ đây cha làm phép thánh giá để rồi trao lại cho gia đình. Xin gia đình những thánh giá này để tưởng niệm mỗi lần nhìn lên thánh giá. Xin máu của Chúa Giêsu sẽ chết cho Chúa Giêsu cứu độ linh hồn Dominico và ban cho gia đình được toàn an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và nghi thức Tôn giáo đến đây là chấm dứt. Và một lần nữa xin nhắc lại ngày mai 8:30 sẽ là lễ cầu nguyện cho ông cụ linh hồn Dominico với toàn thể cả giáo xứ Vinh Mẹ Lạc An. Xin mời gia đình đến cùng lễ cầu nguyện. Và giờ đây xin các bạn dùng lại nghi thức còn lại cho tất cả anh em. Không, chúng ta sẽ thì tiến vào hai bên. Chia làm hai. Thiếu không? Hai người nữa. Hai người nữa. Có nhiều. Giống. Đây có nè. Bao tay. Tất cả chú ý. Nha. Chào tay. Chào. Càng truy điệu. Thank you.
chuối nghiêm. Chào tay, chào. Thôi. Xóa Phú Kỳ hướng về tôi, trái phải, quay. Trước, bước. Nắng phai
đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Người yêu dấu, người yêu dấu hơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đang mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc dạ rời, người yêu. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hà còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau. Người yêu dấu, người yêu dấu hơi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc dạ rời, người yêu. Xin cho con đang chân chân
trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hằng ngày con làm việc đạo đức biết trông chờ ngày con về về với cha thôi. Sinh ra trong kiếp cho buồn rồi trở về.